mọi người. Ôi em thề mọi người luôn ý, là kiểu em gì nhở, hôm nay không để ý, thế là ngủ quên mất, ngủ kiểu ngủ nhiều quá, ăn cơm chiều tối quá không ngủ ấy, hôm nay em ngủ quên mất. Xin chào các chị đẹp, hôm nay nhiều váy đẹp lắm luôn à. Hôm nay gì nhở, em mua váy nhung. Hello mọi người, hello mọi người, trời ơi anh ơi, anh chuyên gia kiểu đấy luôn ý. Em bảo anh vứt ra đây, đây đầy chỗ mà. Đâu? Đây nè. Vứt làm sao được mà. Anh yêu mọi người. Bởi vì sao, không phải ngủ mắt sưng mà là đêm qua em không ngủ được, cả đêm qua không ngủ được, thế sáng dậy đi học sớm ấy. Sáng là 6 giờ em đã dậy đi học rồi. Thành ra là không ngủ được một tí gì hết, không ngủ được. Trời ơi, mấy rất là nhiều mã đẹp. Em xả kho hàng ngày để còn sót một ít. Thành ra là mọi người chia sẻ livestream cho em xả kho hàng ngày thì xả ít thôi. Cuối là đây này, có những cái áo len, là có những cái áo kiểu mông tui rất là đẹp, à kiểu hè rất là đẹp luôn mà. Mùa này thì mọi người mặc vẫn ok ấy. Mùa này thì em thấy mọi người ra ngoài đường ấy, buổi tầm trưa trưa là vẫn nóng mà em còn đang mặc ấy nè. Ừ em ơi, chị Lã Thị Hoa có nhìn thấy chị Lã Thị Hoa nhá. Đây này, toàn những mẫu xinh thôi, em sẽ xả cho mọi người. Đây ví dụ như này. Đấy mọi người thấy không? Toàn những cái mẫu áo rất đẹp mà thực ra là khách nhận hàng của em thì còn thích em bán hàng hè hơn là bán hàng đông thôi, bởi vì là toàn bạn em là Quỳnh ơi, Quỳnh chỉ thích cái chất len nhà Quỳnh, à chứ là thích cái chất áo hè nhà Quỳnh. Hello mọi người chỉ thích cái áo chất hè nhà Quỳnh, thế nên là Quỳnh clip hàng đi, chỉ cần có combo đẹp đẹp là được để anh chị là được rồi đấy. Đấy khách còn thích hơn cả ấy, thích cả clip hàng hè hơn cơ. Mọi chia sẻ đi, bắt đầu nhá, lúc đầu lên livestream lúc nào một mã tặng coi như là xin lỗi này. Thực ra em thấy cái áo lông này mùa này đang là rất là hot trend nha, bởi vì em thấy rất là đắt. Có những chỗ như cái váy lông như này này, có những chỗ họ xỉ tận. Đây là váy lông mọi người đi với bốt mặc rất ok nhá. Cái chất lông này là chất lông mềm nhẹ thôi, nó không phải là cái chất lông gọi là quái gì cả. Đấy mọi người. Có quần giả váy jean là gì trời ơi. Đây, anh đem một cái váy đỏ nữa nhá. Đây, một cái áo lông nói chung là chỉ là mặc nhẹ nhàng, mọi người mặc như này này. Bị leo cây 3 tiếng, eo ơi thanh kia. Sorry mọi người nha, một cái túi trong cái túi của em. Đó, cái mát này mọi người mặc như kiểu là mặc cái này cho em này. Đó, mùa đông mọi người mặc như này. Rất đẹp luôn này, mùa thu này. Cực kỳ xinh, cái này nó là lông mềm thôi nhá. Comment em một má này tặng áo này tặng cho em này, rất đẹp. Mọi người mùa đông mọi người mặc đi bốt cao lên này. Cách đây chụp không? Lá Thị Hoa ơi, còn Lá Thị Hoa ơi, bầu mặc bầu không mặc được lông em ạ. Nguyễn Gia ơi, bèo. Chị Nguyễn Gia ơi, bèo không mặc lông. Thực ra đây mọi người nhìn này, em béo nhưng vấn đề là không phải là không mặc được, mà quan trọng là mình đã tìm đúng được cái lông của mình cần tìm chưa mọi người không? Quan trọng là mình đã tìm được. Chia sẻ livestream lên cho em mã tặng này. Rất đẹp, mọi người chia sẻ livestream lên cho em mã tặng này. Trời ơi, khổ thân em. Phải gọi là hôm nay á, siêu khổ thân luôn. Em sáng không ngủ tí nào luôn ý. Thế xong rồi chiều thì ngủ được một tí, ngủ được mấy tiếng thôi. Ước chưa ấy, em hẹn mọi người ấy. Ừ. Mọi người chia sẻ lên livestream cho em nhá, một cái mã lông tặng cực kỳ xinh. Chia sẻ lên cho em một cái livestream, chia sẻ lên livestream cho em một mã lông tặng rất là đẹp luôn. Sau đấy sẽ bán cho một người. Thực ra cái váy này em mua rất là đắt này. Đó. Mọi người mà mua cả, bởi vì nguyên tác luôn, em còn chưa dùng, chưa ấy lại tác luôn. Mà em bị chặt mất, có nghĩa là mua mình không thử ấy. Không thử thì lại bị chặt mất cái váy này. Cái váy này không phải là giá ấy luôn, mà cái váy này là công khai luôn này, gen rất đẹp, hàng cực kỳ đẹp luôn. Comment cho em một mã lông tặng nhá. Lên cho em là ổ lông đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Mặc với cả đi bốt, một lông đi bốt rất đẹp. Comment cho em một mã lông tặng, comment em mã lông tặng này. Rất là đẹp luôn. Lông này không hề béo, mọi người biết em mặc rất là béo nhá. Nhìn mặc rất là béo luôn, nhưng cái lông này mọi người mặc xong mọi người đi bốt dài đây cực kỳ đẹp luôn. Lên 100 lượt xem bắt đầu tặng cho em. Trời ơi mọi người ơi, lên 100 lượt xem bắt đầu tặng cho em cái lông này, không lấy hơi phí luôn. Chắc rất là mềm, mặc mùa thu cực kỳ thích luôn. Mọi người mặc mùa thu cũng đẹp. Đi đi. Comment của em tặng giúp em có chế, tặng giúp em nha. Comment tặng giúp em. Comment tặng giúp em mọi người ơi, chia sẻ livestream. Mọi người chia sẻ livestream 5 lần nhanh tay nhất cho em để em comment tặng cho mọi người nào. Comment của em nghèo. Chia sẻ nhanh nhất 5 lần cho em, comment của em mà lông tặng cho em này, một cái áo lông tặng rất thích này, mặc mềm lắm mọi người ạ. Cực kỳ thích luôn, chia sẻ cho em để em tặng cho. Ôi giời ơi, anh ơi, chưa mua túi rồi, chưa mua bút rồi. Comment của em một mã tặng nào, comment của em một mã tặng lên cho em 100 lượt xem ok là chốt tặng cho em này. Đẹp xuất sắc mọi người nhá, chốt tặng cho em ok. Nhanh tay. Comment của em là tặng đã chia sẻ giúp em. Lông tặng đã chia sẻ cho em. Lông tặng đã chia sẻ cho em, nhanh tay giúp em nào. Lông tặng đã chia sẻ cho em. Ok, chốt tặng Ngọc Huyền cho em nhá. Tặng Ngọc Huyền đã chia sẻ này, ok này. Tặng Ngọc Huyền đã chia sẻ cho em đây. Thực ra là mã này em không bán, nhưng mà em mua nó bị chật.
giá tác của cái váy này là đây mọi người nhìn này, váy rất đẹp luôn này. Váy đi tiệc cực kỳ đẹp luôn, em ơi, bên em bán tiếc lắm ấy, vừa mua xong có nghĩa là còn chưa kịp ấy, nhưng mà kiểu như là mình về mình thử mình không vừa ấy, khổ không. Mua nhầm size S này mà không đổi được này. Giá gốc của nó là 450.000 mọi người nhìn không ạ? Giá gốc của nó là 450.000 này. Rất đẹp luôn này. Váy này mọi người mặc đi tiệc, chị nào tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc rất đẹp cái này luôn. Dưới 50 cân mặc rất đẹp cái này luôn, ren này, đẹp lắm luôn này. Bên trong lớp lót nhá, váy này em mua là 450.000 luôn. Nhưng hôm nay nếu như chị nào mua thì inbox cho em hoặc mọi người chốt ở đây đi ạ. Là 100.000 luôn này, dưới 50 cân nhá, bên trong lớp lót này. Váy này mà mọi người không lấy thì hơi bị phí, bởi vì sao? Bởi vì em không vừa, trời ơi em chủ quan quá. Mà này comment nói em không một cho em này, 100.000 cái váy, giá gốc của nó là 450.000 mọi người nhá, 100.000 cho em cái váy này. Nói chung là không phải là em bán hàng hè cái mã này. Không phải là em bán hàng hè cái mã này mà bởi vì em mua bị rộng. Nên là mọi người mà lấy thì mọi người lấy cho em này. Không bột này, dưới 50 cân mặc rất đẹp, mã này mặc đi tiệc này, eo ơi. Gọi là gen cao cấp luôn, nó không phải là hàng vớ vẩn đâu, nó hàng cao cấp luôn đấy mọi người. À, nhanh tay cho em nha, cái mã này ai mà lấy thì quá hời luôn, em vừa mua giá xong. Ok, không một chị Giang chào cho em này, rất đẹp luôn này. Giang chào cho em này 100.000. Em để thực sự cái mã đấy còn táp luôn đấy mọi người. Lên tiếp cho em hàng hè xả nhá. Em sẽ xả theo đúng nghĩa của mọi người luôn, hôm nay có cả ủ đẹp thế này. Đây, lên cho em một mã tặng luôn này, tặng hết cho mọi người luôn này. Đây tặng cho em cái này, tặng cho em cái này là hai cái quần mọi người mặc ngủ ở nhà nhá. Lên tặng tiếp cho em này, chia sẻ livestream mạnh tay cho em luôn này. Tặng cho em tiếp hai cái quần ngủ mọi người mặc ở nhà rất xinh này. Tặng cho em nhá. Tặng cho em này, cái quần này là cái quần thể thao, chất cực kỳ đẹp luôn, tặng cho em luôn cái quần này. Ai mà nhận được cái quần này chất rất là thích này. Tặng cho em luôn cái này là nó là dáng loang, mọi người mặc đi tập thể dục cũng đẹp nhá. Comment hộ em này, 01 chốt tặng cho em này. 01 chốt tặng cho em tiếp này. Mọi người nhớ chia sẻ livestream lên cho cháu nó nhá, để bán hàng cực kỳ xinh luôn, giá rất là rẻ, hôm nay sale hàng hè cực kỳ rẻ luôn. Vừa bán vừa tặng mọi người luôn đi, comment của em là một mã tặng. Một comment của em một mã tặng nha các chế. Comment của em một mã tặng này. Comment của em một mã tặng này rất đẹp luôn ạ. Comment của em một mã tặng này. Ok, tặng chốt tặng cho em, chốt tặng cho em. Ok, Thanh Tâm tặng cho em này, tặng hai chiếc quần này mọi người mặc đi ấy rất xinh này. Ok, chốt tặng cho em nó đi các chế, chốt tặng cho em đi. Em không nhận là cái mặt của em ấy nó có tí phấn vào ấy, nó khác hẳn luôn ấy. Mọi người biết là bình thường livestream nó rất là nhợt nhạt, hôm em đánh kem chống nắng một ít phấn thôi đã khác hẳn luôn rồi, thực sự đúng là cái mặt, thực sự là em nói thật luôn mọi người nhá. Tặng ok, chốt tặng tiếp cho em này, tặng tiếp cho em này. Ok, tặng tiếp cho em này, hương tặng này. Ok này, mọi mã này nhá. Không nhận là con gái của mình ấy mà đi đâu ấy, em thật bình thường ở nhà nhá, nói thật chẳng qua là mình cứ tự ti, em đấy là bản thân nói thật, mình cứ tự ti là bản thân mình xấu. Mình cứ tự tin hôm nay là chả có gì cả, hôm nay chỉ là buôn xả hè mọi người thôi, chứ còn tối thì bận sấp mặt, tối không có thời gian mà nói chuyện luôn. Mình không có cái gì mà mình, em nói thật mọi người đấy, bởi vì sao, cái bản thân em ở nhà ấy, nếu như mà ai mà biết em ấy thì phải biết là cái mặt của em mà không trang điểm cực kỳ kinh tởm luôn. Nó không phải là mặt hoa da phấn, bởi vì cái khuôn mặt của em nó không xinh. Khuôn mặt của em nó không xinh một tí nào luôn, không trang điểm rất ghê. Nên là phụ nữ của chúng mình ấy thỉnh thoảng đi đâu, em thật luôn, thỉnh thoảng đi đâu mình cứ bôi tí phấn, mình cứ bôi tí son vào cho mình nổi bật. Mình chả có gì, kiểu như lúc mình chả có gì, mình phải nhìn thấy ai xinh mà mình ngại, mình ngủ mình chả có gì, mình phải thế cả. Phụ nữ mình cứ có tí phấn đi son là khác hẳn đúng không mọi người? Em thật các chị nhá. Mọi người mà thử đi đâu đi tiệc xem, thử mà có tí phấn đi son mặc tí váy xem, rồi ôi, ông chồng lo ngay ngáy. Thật, sao mà kiểu như phụ nữ mà có tí phấn tí son mà thì tất nhiên là mình xinh rồi. Thì đàn ông con trai người ta xinh mình đúng không? Em nói thật mọi người lên, em chả phải gì em phải ấy cả. Điều có gì phần tí son gì á, ở nhà gì, mình là con hổ gì, chấp ra ngoài đường á lại hiền như cún ngay. Mình xinh mình có quyền đúng không mọi người? Mình xinh mình có quyền đấy, nên là ôi dồi ôi, nhiều mã đẹp quá. Lên cho em combo này. Cái mã này riêng mà cái combo đây là mọi người cứ ghê em, chả có gì sợ cả. Mình cứ mua quần áo tẹt ga đi, các chị cứ mua quần áo tẹt ga đi. Mình á, các ông uống bia một lần. Em thật mọi người, em bán những cái mã như này rất đẹp này. Em bán hôm nay em bán này, toàn bộ áo Quảng Châu này. Mã này ai đã mua của em rồi thì biết này. Mặc với chân váy cực kỳ thích luôn, hôm em bán vừa bán vừa tặng các chế luôn này. Đấy, từ từ. Đấy, thế nên là mọi người em bằng một buổi các ông chồng đi uống bia. Thế là mọi người cứ yên tâm mua hàng nhà em tẹt ga này. Cái combo này rất đẹp này, em bán cho mọi người 100.000 ba cái này, một cái chân váy này. Một cái áo này riêng mọi người mặc cái combo này đã quá xuất sắc rồi đây, mặc cho mọi người xem một cái chân váy đen này. Xong một cái áo crop top hồng này mặc mùa thu cực kỳ xinh nhá. Riêng cái mã này mọi người mua ở ngoài đã xứng đáng mấy trăm chưa? Hàng này rất là đẹp này. Combo này mọi người 45 47 cân mặc ok cho em 100.000 ba cái luôn, vừa bán vừa tặng các chế luôn đây. Thêm một váy nữa cho em quá xuất sắc luôn. Ai mà đã mua cái váy này của em này, mặc váy ngủ ở nhà này đẹp xuất sắc luôn này. Váy ngủ ở nhà chất cực kỳ xinh luôn này. Mặc váy ngủ cho em này. Cái mã này mọi người mặc đi biển cũng được nhá. Em thấy dáng maxi mặc đi biển rất là ok đấy. Đây là tùy mọi người mặc ở nhà cũng được, mọi người mặc đi biển cũng được. 100.000 ba cái cho em, nhanh tay thì còn mã này dưới giờ tầm khoảng 46 cân, 48 cân là ok nhá. Set này quá xinh luôn. 100.000 ba cái, trời ơi, hàng Quảng Châu 02, chốt 02 cho em.
Đẹp lắm luôn, hàng Quảng Châu, chất đẹp nhá. 02 cho em này. Ngọc Huyền cho em này. Em nói luôn mọi người nhá, đây là hàng Quảng Châu nhà em, là hàng chất đẹp chứ không phải là hàng kiểu vớ vẩn mọi người nhá, không phải là hàng kiểu vớ vẩn mà cái hàng mà mọi người ấy đấy. Ô cái nào đấy còn sót này. Đây, combo này còn sót cho em này. Chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh mặc cái combo rất đẹp, cái quần nâu hôm qua em mình giữ lại nhưng chật mất này. Quần nâu này rất đẹp, ngoài nó là quần hơi nhung nhung nhẹ một xíu, chất rất phê luôn đây. Combo này, hai combo này 100.000 cho em này. Riêng cái áo này em nói thật mọi người luôn, cái chất này á, gọi là đây nhìn này, hàng Quảng Châu mác xịn luôn nhá mọi người nhá, không bao giờ bán điêu này. Combo này 100.000 cho em mọi người, tầm khoảng dưới 50 cân mà ok cho em. Dưới 50 cân mặc combo này ok cho em, mã 03 này đẹp lắm luôn. Cái áo này chất này phê luôn. Trời ơi, ai mà nhận được cái chất này á thì riêng chất nhà em mà khách nhận bảo Quỳnh ơi, Quỳnh clip áo phông đi. Không cần mùa hè nhưng mà clip áo phông đi, bởi vì là chị thích cái chất áo nha em. Khách còn bảo như thế các bạn. Đây cái hàng mã này còn hai cái này xinh quá này đây. Lên xem combo này 100.000 hai cái luôn. Combo này ai mà nhận được trứng luôn. Toàn hàng đẹp của em. Mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? 45 đến 48 49 cân mặc ok nhá. Mã bao nhiêu? 03 cho em này. 100.000 này. Combo này quá xuất sắc luôn. Lên xem hai cái áo màu này đi anh, màu đâu với màu xám này. 03 nhanh tay cho em. 03 nhanh tay này. Không vừa đâu Bình Bao ơi, em có đọc kỹ cân nặng nhá. Thế nên là em có đọc kỹ cân nặng nhá. Đào Nguyễn Heo ơi, em mua cả cái áo dễ trễ vai đi, xinh lắm luôn. Anh ơi đưa cho em mượn hai cái áo đây, hai cái áo khoác nỉ lót lông. 03 này chốt Winnie Sunny cho em này. 03 Winnie Sunny cho em này. Winnie Sunny cho em này. Ok. 03 Winnie Sunny cho em nhá. Đây này. Cái áo này chất rất đẹp, ai mua của em thì biết đây. Cái này là em còn sót hai cái hôm nay mới nhìn thấy nó đẹp quá luôn. Rất đẹp này. Đây hai cái này, một cái màu xám đậm, một cái màu xám nhạt xả hàng hè, nhưng hai cái này mà các chị mà không mua thì hơi bị tiếc luôn. Đây cho mọi người xem. Rất đẹp luôn, cái mã này bên trong của nó lót nỉ nhá, hàng xịn luôn này. Đây. Trời ơi, ai mà nhận được cái áo này á, nó là hàng nỉ nhưng mà bên trong lót có lót bót lót bông nhá. Rất đẹp này. Áo này chất gọi là dáng rộng mọi người nhá. Cả cái mũ của nó lót lông này, hàng nỉ bông này rất đẹp luôn này. Cái mã này á. Cái mã này cực kỳ sang chảnh luôn. Chia sẻ livestream thì mã này em vừa bán vừa tặng các chế luôn. 89.000. Trời ơi, em nói thật mọi người, mã không ai bán cái mã này 89.000 đâu ạ. Nhanh tay thì còn, nhanh tay thì còn đúng hai chiếc, một cái xám đậm một cái xám nhạt nhá. Cái xám đậm của nó ôi nhìn này. Mã này mặc sang dã man luôn, đẹp nhờ. Kiểu này rất đẹp luôn, ai nhanh tay thì còn. Cái mã này mọi người mua ở ngoài 230.000 luôn, 250.000 luôn, nhanh tay thì còn cho em. Mã này bán 89.000 cho em này, đẹp quá. Xinh chưa này, ủa cái mã này đẹp xuất sắc luôn đấy. Đây, cái cúc của nó là đóng như này ha. Đẹp nhờ. Cái mã này rất xinh luôn đấy, mọi người nhanh tay thì còn nhá. Nhanh tay thì còn, mã này đẹp lắm luôn, nó là dáng váy nhá. Đẹp lắm, mùa đông mọi người chỉ cần đi bốt lên thôi. 04 nhanh tay cho em, 04. Ok này, đẹp xuất sắc luôn này. Màu comment của em là màu xám đậm hoặc màu xám nhạt nhá. Cái này xám đậm này, cái này xám nhạt này. 89.000. Ok, Cẩm Uyên Phạm á. 04 này, thế còn xám nhạt thôi. 04 này. Cẩm Uyên Phạm cho em này. Lên nhũ cho em nhá. Hôm nay lên toàn hàng hot thôi. Sale những sale toàn hàng đẹp thôi mọi người ơi. Trời ơi. 04 cho em này, Cẩm Uyên Phạm này. Đẹp quá, mã này đẹp quá nhờ. Cẩm Uyên Phạm cho em này. 89.000 này. 04 có một người cuối cùng em hết này. Mã này siêu phê luôn. À. 04 Ngọc Huyền này, hot hết cho em này. Lên cho em hai cái váy ren hồng cho anh. Anh ơi cái cọc này là cọc 04 chốt cho em, chốt ai đây? Ngọc Huyền nhà cho em đây, lên cho em mã ren nhá. Váy ren này, 3 cái hay sao ấy. 04 này Ngọc Huyền cho em này. 89.000 quá rẻ các chế, trời ơi. Nhanh tay thì còn các chế đây này. Cái mã này em nhập rất đắt này. Riêng cái dòng ren Quảng Châu nhà em nhá, em đảm bảo mọi người luôn là cái dòng ren Quảng Châu này rất là đắt, nhập rất là đắt luôn. Mà mọi người mặc đi tiệc rất là ok, em thấy rất là ok. Mọi người mặc mùa này mọi người chỉ cần khoác thêm một cái áo dạ nữa thôi là đẹp này. Len Quảng Châu dáng dài duy nhất ngày hôm nay sale cho em này. Bình thường len mọi người biết em bán rất đắt này. Màu này màu hồng phấn mặc cực kỳ đẹp. Mã này mọi người dưới 50 cân mặc cho em này. Hôm nay vừa bán vừa tặng cho em luôn cái ren này, mọi người mặc đi tiệc hoặc mọi người mặc đi ăn cưới rất đẹp. Nếu như mọi người mà không thích cái ren này nó dài, về mọi người chỉ việc là ra thợ may mọi người cắt cái dưới đây đi. Đó, đến đây là vừa đấy, tùy mọi người nhá. Cái chiều dài của cái váy này, bởi vì là cái ren này mọi người cắt đi được mà, rất là đẹp luôn này. Mã này vừa bán vừa tặng cho em còn đúng 3 chiếc nên vừa bán vừa tặng cho em, mọi người biết em ren nên rất đắt. Bán cho em là bao nhiêu ạ? 70.000 thôi. Quá xuất sắc, nhanh tay thì còn. Nhanh tay thì còn, bán cho em 70.000 thôi, 70.000 thôi, nhanh tay thì còn, các chế còn đúng 2 chiếc này. 70.000 cho em mã 0 mấy ạ? Dưới 50 cân mặc ok cho em mã 05 đúng không ạ? 05 cho em 70.000 này. Cái váy ren đẹp lắm luôn mọi người ạ. Nhìn chất ren mọi người đã mê luôn rồi. Đây. Nhìn chất ren là đã mê luôn rồi đây. Mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? Có cái nót hồng hồng, nót cái thằng bố mày Trần Tuấn Minh, nót cái đầu quầy thì mẹ quần váy của tao nhìn thì đéo kỹ, thằng mặt lồn thịt mẹ mày, rảnh mày đéo có gì làm về mà soi quần lót con bà mày đi, thịt mẹ mày mới chửi đấy. Quần nót thì mẹ nót cái đầu quầy. Mã bao nhiêu đây? Không mấy, dưới 50 cân cho em nhá. 05 cho em này, rất đẹp luôn này.
05 cho em 70.000 này, hai cái mã này váy ren nhanh tay, anh tay comment cho em chở hai cái váy ren đẹp lắm, em mặc vào và các chế là mà mua là em hờn ở nhà đây. Lên một hàng hot này, chia sẻ nhanh tay anh tay cho em một cái này quá xuất sắc luôn. Cái này mọi người chia sẻ này, mùa đông mà em bán cái này giá như tặng nó chế luôn này, mùa hè bán nó đành này. Mọi người sẽ được tặng kèm cái thắt lưng nhá. Cái này ai mom quá là điều đấy luôn này. Đây. Mình bán hàng thì bố hỏi mua. Mày bán hàng thì bố hỏi mua thôi, con đĩ chửi CC à? Trần Tuấn Minh ơi, ta đang có cửa nó thích chửi mày đấy. Mày mua cái gì mày mua mày về mày hỏi mẹ mày bán cho mày nhá, mày đào bả tổ cụ mày lên rồi mày bảo bán cho mày nhá. Nhá, còn tao đéo bán. Ok, cái loại mày đéo có học như mày cái gì nhở, làm thì đéo làm, bị mày đéo có tiền chắc đéo thì mày đã mua được hàng của tao, chắc đéo thì mày đã có tiền mua hàng của tao mày hỏi. Ok, chắc đéo gì, chửi cho vui rồi đó. Ừ đấy, thôi thôi anh xóa cái đấy đi, để em chửi trên mạng luôn cho vui ở đây. Một cái này rất đẹp này, chắc đéo gì mày sai lờ cho em nhá. Ừ đúng rồi, em chửi cho nó biết luôn là mẹ nó rất là ngu. Bởi vì sao, nó chưa có tiền nó vào livestream của em nó mua hàng. Làm thì không làm, làm thì không làm. Ờ mày suốt ngày mày có thời gian mày ngồi mày rảnh rái mày soi sinot của người ta, mày soi quần của người ta thì mày làm đéo gì, mày có tiền mày mua mày hỏi mày hỏi tao. Hả là Trần Tuấn Minh kia, mày vào đây mày chửi nhau tiếp với tao đi. Hôm nay đang vui hiểu không? Hôm nay tao đang ngứa mồm tao chửi cho mày biết luôn cái loại mặt như mày. Đàn ông con trai mà vô duyên, mà làm mà không làm, con đi bố đi mẹ mày không dạy được mày, để hôm nay vào tao nói cho mày biết hiểu không? Xã hội mày ấy còn rất nhiều người nó mẹ nó còn chửi mày, hôm nay là tao không biết mặt mày, chứ mày ra đường mày chỉ cần liếc người ta với cái thái độ thì mẹ cái thái độ láo tét của mày là cái thái độ vô học như thế thì người ta vào người ta đấm vào mặt mày luôn. Chẳng qua mẹ mày bắt nạt đàn bà, loại mày đàn ông bắt nạt đàn bà làm được đéo gì cho đời nhá. Thôi tốt nhất là về bảo con đĩ mẹ bố mẹ mày dạy lại được, còn nó không ra đường thì xác định mày chỉ ấy thôi. Nhanh tay cho em, hôm nay điên máu với chửi đấy, mấy cái thằng chó đấy thì phải điên máu thì mới chửi với nó, chứ còn mẹ nó chưa có tiền mà nó mua hàng của em ấy chứ, thế mới khổ đời chứ lại. Lên mã này cho em này, nhanh tay cái này còn đúng một chiếc duy nhất, cái này bán 50.000 cho em, cái này bán 50.000 cho em, cực kỳ đẹp, 50.000 cho em. Ok này, mã này ok chốt cho chị Winnie Sunny luôn này. Đây hàng Quảng Châu cho em 50.000 này. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn, thôi em bán, không chửi nữa. Chửi làm gì, mất tiền của mình đúng không? Chửi với những cái là anh xem nó có chửi lại không? Đấu mày dám chửi lại tao đấy. Mày chửi đi, mày bỏ bồ vào đây đi. Tao chửi cho mày banh nóc nhà mày luôn nhá. Ok chửi cho banh nóc nhà luôn, 06 cho em, không phải nóng. 06 chốt Winnie Sunny rồi. Winnie Sunny cho em rồi này. 50.000 cho em này. 06 Winnie Sunny cho em này. Đẹp xuất sắc cái tình yêu ơi, đây lên cho em nữa này. Một combo này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Một cái áo dáng trễ vai màu rất xinh nhá, màu ngoài nó sẽ xinh hơn nhá. 06 50.000 cho em này. Và một cái màu đỏ combo hai cái áo này cho em vừa bán vừa tặng cho em 80.000 hai cái là lỗ luôn. 80.000 hai cái này là em lỗ luôn, một cái màu đỏ này với một cái màu này. Vừa bán vừa tặng cho em cái mã này thì mọi người trung bình mọi người tầm khoảng dưới 50 cân là mọi người mặc ok đẹp luôn cho em ạ. Dưới 50 cân cho em mặc đẹp hai cái áo chất rất đẹp 80.000 hai cái. Vừa bán vừa tặng cho em cái chế, vừa bán vừa tặng cho em luôn 80.000 hai cái này. Xinh lắm. 80.000 hai cái cho em, 80.000 hai cái đẹp lắm mọi người ơi. Cái mã này 07 cho em hai cái áo vừa bán vừa tặng cái chế đấy. Chứ bình thường mọi người biết hôm trước mọi người đã xem livestream một cái áo đã bán 80.000 rồi. Bao nhiêu đây? 07 cho em này. 07 Nguyệt Quế cho em này, Nguyệt Quế cho em này. Nguyệt Quế cho em 80.000 này. Một cái màu đỏ đâu, một cái màu ấy nhá mọi người. Đây, nhũ nhau cái thứ này hôm nay cũng về đây hết này. Nhũ nheo này, combo nhũ cho em này. Trời ơi, cái áo nhũ nào, cái váy nhũ này, dáng nhũ này đẹp xuất sắc luôn này. Chất rất là mềm mọi người nhá. Cái này là nó là dáng váy nhũ bo eo này. Đẹp chưa mọi người? Đẹp cực kỳ luôn. Riêng cái hàng nhũ nhà em đảm bảo luôn, chất rất là đẹp. Mọi người mặc ngoài ra ngoài còn đẹp hơn nữa cơ ạ. Một cái nhũ cho em này. Này cái gì đây, một cái váy này. Combo vừa bán còn tặng hai váy cho em này. Rẻ lắm luôn ấy mọi người ơi, hôm nay rất là đẹp đây. Combo này thì mọi người tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc nhá. Chị nào mặc thích cái kiểu này bạn biết rồi này. Vừa bán vừa tặng cho em một cái váy nhũ, một cái áo nhũ bán cho em là 90.000 đấy ạ. Rất đẹp. 90.000 cho em mã không mấy này. Mà hàng váy Quảng Châu mọi người nhá. Váy Quảng Châu cho em này. Còn chưa đến 40.000 một cái váy này mà mặc ôm vào thì á, mùa đông mọi người chỉ cần khoác cái cardigan ở ngoài thôi, rất đẹp. 08 cho em này. Tầm khoảng độ dưới 55 cân ok mọi người nhá, bởi vì nó là form co giãn. 08 cho em. 08 ok này. 08 chốt cho em Linh Hồng này, 90.000 này. 08 Linh Hồng cho em này. 08 Linh Hồng cho em này. Ok, 90.000 cho em này. Rất xinh nhá, 08 Linh Hồng cho em này. Thằng kia chặn nó chưa? Không chặn. 08 Linh Hồng cho em. Ok, ổn, mã này đẹp thế. Mã này còn sót này, hôm trước là không biết là còn sót màu này các chị ấy. Mã này còn sót màu này. Trời ơi, cái màu này xinh lắm mọi người ạ. À, cái áo này chất rất đẹp và em thấy màu nó rất xinh. Mặc cũng còn sót đen mà đây là có cái trái tim thêu nhá mọi người nhá. Thêu màu xinh không? Thêu màu công nhận là đẹp thật đây. Combo này là vừa bán vừa tặng cho em cái combo này đây.
cho em combo này là đây một cái áo dáng này là mọi người nhá, dáng rộng nhá, form dáng rộng nhá, chiếc eo form dáng rộng này, và một cái quần đấy cho em combo này 100.000 ba cái luôn này. Combo này mọi người tầm khoảng 50 đến 52 cân mặc ok cho em. Cái form quần này thì mọi người tầm khoảng 52 cân nhá, mặc rất đẹp, 50-52 cân này. Em thấy combo này rất đẹp luôn này, một áo này, một cái này này, một cái áo này đã bán lỗ luôn đấy mọi người ạ. Đây, cái áo này riêng một cái áo này bình thường mọi người mua ở ngoài đã 150.000 rồi. Chị Linh Hồng ơi, thế thì đổi cho chị váy xám thì chỉ có lấy cái gì thôi, bởi vì em bán combo mà mọi người ơi, bán combo mà mọi người, để ý giúp em. Ừ thế em để 08 cho người khác không, chị Linh Hồng ơi. Mã 09 này, 09 chốt 09 cho em này. 08 để cho. Ok, 08 để cho Thanh Tâm giúp em nhá. Bởi vì em bây giờ em sẽ không còn váy này, em bán theo combo ấy tình yêu. Không mấy nhở? Không mấy. 08 để Linh Hồng. 09 chốt cho Trần Yến Vi này. Trần Yến Vi cho em này, đẹp lắm mọi người, quần mọi người về sửa lại xíu là ok, bởi vì cái mã này rất đẹp luôn này. Có 100.000 ba cái, hôm nay đúng là vừa bán vừa tặng, còn thẳng đến 30-40.000 thì toàn hàng đẹp thôi. Em bán toàn hàng đẹp luôn mọi người ạ, em bán nốt đi chứ bởi thực ra như này này. 09 là 100.000, 08 là mấy mươi nghìn để cho Thành Tâm đúng không? Để Thành Tâm. Rồi thì nó mua bút nhá, lên cho em mấy cái áo này này. Đây. Cái áo này còn sót 3 cái này. Ủa cái mã này mọi người mặc mùa thu rất xinh, nó là hàng hãng nhá. Chất của nó mỏng thôi nhưng mọi người yên tâm mặc không bao giờ sợ bai sợ xù đâu mọi người ạ. Yên tâm là mặc không bao giờ sợ bị bai sợ xù luôn này. Đẹp lắm luôn này mọi người nhìn này. Nó là cái dáng áo váy hàng hãng nhá, hàng hãng luôn cho em này, rất đẹp này. Mã này xả cho em luôn này, mọi người nhìn đâu ạ. Đó là dáng váy mọi người mặc ở nhà nhá, váy mặc mọi người mặc nhà màu xanh rất xinh luôn mà hàng hè này. Cái váy này mọi người mặc chất mát lẹm luôn, sờ chất sướng luôn, bán cho em là 49.000 một cái này. Hôm nay bán hết cho mọi người giá mã 10 luôn này, ai cũng vừa luôn này, hàng hãng, mặc ở nhà rất mát, cái chất này mọi người mặc cực kỳ xích thích luôn này. 10 cho em này 49.000 này, còn 3 chiếc nhanh tay cứ chế. Mã 10 cho em này 49.000 này. Đẹp lắm mọi người ơi, mã 10 cho em này 49.000 này, hàng hãng mọi người nhá. 10 nhanh tay chốt cho em các chế ơi. Xinh lắm, mã 10 này mọi người mặc ở nhà mát lịm luôn, Trần Cherry có hàng này. Mã 10 này Trần Cherry có hàng cho em này. Mã 10 chốt tiếp cho em các chế ơi, Nisuka Vũ này. Nisuka Vũ cho em này, ok này. Mã 10 chốt tiếp cho em này 49.000 nữa ạ, Nisuka Vũ có hàng này. Cho comment lên cho em các chế, comment lên cho em. Đây combo này, ủ áo đẹp thế, bào đều đẹp. Ok chị Winnie Sunny này, mã hàng hè mọi người mặc chất thì thôi, gọi là giặt máy giặt 10 năm không bao giờ spa xù luôn nhá. Rất xinh cho em luôn, đây lên cho em combo 100.000 này. Em bán cho mọi người giá quá đẹp luôn này. Cái áo này ai mà nhận áo của em rồi thì biết này. Siêu phê luôn chứ không phải phê, bởi vì cái chất của nó rất đẹp. Trời ơi, cái màu của nó mọi người nhìn cái mác của nó toàn bộ đều là mác xịn này. Cổ chóp cơ đá rất xinh luôn, đây cho mọi người xem. Không mọi người phải là em nói điêu này, đẹp chưa? Cái combo này rất đẹp luôn này. Màu áo của nó từ cái màu đến kiểu áo mọi người nhận chỉ có mê thôi. Đây, hai cái này cho em dưới 55 cân mặc ok cho em này. Vừa bán vừa tặng cho em này. Đẹp quá trời ơi đây. Cái áo này hôm trước bao nhiêu chị mê không được luôn này, hai cái combo này cho em. Vừa bán vừa tặng cho em này 89.000 hai cái, quá xuất sắc luôn. Nhanh tay thì còn nhá, mọi người nhìn này rất đẹp này. 89.000 hai cái cho em. Dưới 55 cân ok, hai combo này ai mà nhận được thì mê luôn. Kể cả áo vàng, hai chiếc áo đều mê và mùa thu rất đẹp. 11 cho em này, 89.000 này. Nhanh tay thì còn, có thể em bán combo ai? Ok, Bích Ngọc này đẹp quá. Bích Ngọc cho em này. Bích Ngọc xin lại số. Bích Ngọc 2 à? Ok, chốt nốt cho em nữa này. Đẹp lắm mọi người ơi, nhanh tay thì còn cho em. Đây cho mọi người xem một mã này. Đây. Cái này nó là dáng váy có dây à? Đúng rồi đây này. Nó là một cái dáng váy mọi người nhá, cái dáng váy thì có dây thắt ở giữa này. Đây. Đẹp lắm mọi người nha, cái mã này có dáng váy này. Đây Bích Ngọc 1 à? Trời ơi. Cái dáng váy này có dây thắt ở giữa, em thấy cái kiểu nó rất là xinh nhá, chất của nó rất là mát. Đây cái kiểu này mùa hè này mọi người này. Kiểu mùa hè này chất rất thích này. Đẹp chưa mọi người? Chất rất đẹp luôn này, một cái váy này cho em. Cái này mã này ưu tiên mọi người mà form dáng rộng nhá. Đây vừa bán cho em cả một cái váy này. Đây, trời ơi đẹp thế này. Đây. Cả cho em bởi vì cái áo này em thấy nó ghi là form dáng rộng ấy. Một áo này cho em này, tùy mọi người nhá, em bán theo combo mọi người nhá. Thành ra là mọi người thông cảm cho em toàn là cái kiểu basic dễ mặc ấy. Vừa bán được tặng cho em, chia sẻ lên cho em hai cái này em bán 60.000 này, một cái áo này chất đẹp lắm mọi người ạ. Một cái áo mọi người mặc một thu dáng rộng, mặc với chân váy bò đều xinh nhá, với cả một cái áo này cho em, à cái váy này cho em. Cái váy này thì size mọi người tầm khoảng 50-55 cân mặc đều ok, 50-55 cân ok cả áo và váy nữa, mắc bao nhiêu đây? 12 cho em này, bán vừa bán được tặng chia sẻ lên cho em. Bán cho em là 60 này, đẹp lắm luôn này. 60.000 cho em, mã 12 đúng không? 12 này. 60.000 cho em chị Trần Phương vừa đấy, chị Trần Phương cái form váy này to mà áo cũng to. Trần Phương cho em này. Ok, 60.000 cho em này. Trời ơi, lên một cái mã hot cho này.
Cái mã này em bị sót mất mọi người nhá, chứ nếu không thì cũng không có đâu, nó là hàng thu ấy. Đây này, cái mã này bị sót, ủa sót nhiều này. Áo này nhất là phải bán từ lâu rồi nhưng em còn bị sót một cọc này, rất đẹp luôn mọi người nhá. Chia sẻ lên cho em, anh em bán giá như tặng cho tình yêu luôn. Đâu, cái áo này rất rất là đẹp mọi người nhá. Mà form của em thấy size của nó khá là ok đấy, mọi người comment kèm cân cho em này. Cái chất này mọi người mặc với cả, nó giống kiểu chất chất đũi, mặc rất là mát. Mà cái này là, mà cái chất này đằng sau của nó lưng cực kỳ đẹp này. Mọi người mặc với chân váy rất đẹp này. Chia sẻ lên cho em, bán cho mọi người giá 50.000 một cái áo này thôi ạ. Thôi bán cho em 50.000 cái áo này, rất là, em rất là tiếc luôn đấy mọi người. Chất đũi này, có cả form size, mọi người comment mã này, mọi người comment kèm cân cho em nhá. 13 kèm cân cho em này, 13 kèm cân cho em này. Nhưng mà trung bình là có size SML đủ cả đấy. 50.000 mã này quá đẹp luôn mọi người ơi. Nhanh tay giúp em. Bởi vì cái form áo này cực kỳ xinh luôn. Ai mà nhận được cái form áo này phải gọi là mê luôn ấy. Tay của nó là tay dài mà cái cổ của nó rất dễ mặc. Cái mã này mọi người rất dễ mặc luôn này. Có size SML cho em luôn nhá. Có SML cho em luôn đấy mọi người ạ. Có SML luôn nên mọi người comment kèm cân đi. Cái mã này mọi người mua về mặc mùa thu nhá. Cái chất này của nó chất đũi này. Nên là mọi người comment kèm cân đi, em sẽ bán cho mọi người đúng luôn ý. Comment kèm cân cho em này. Ai ok này, SML này. SML này. Đẹp lắm luôn này, 3 cái có 150.000 đúng không? Thôi khuyên này, 3 cái cho em SML này. Ok, thế là hết S rồi. Ok, ta đi Ngọc Huyền đúng không? Ngọc Huyền này, 150.000 này. Mã bao nhiêu đây? Mã 13 chốt ai? Hoàng Ngân đúng không? Hoàng Ngân ok này. Tiếp lên cho em đi ạ. Đẹp lắm mọi người ơi, nhanh tay thì còn này. Ok này, mã bao nhiêu đây? Mã mười mấy? 13 chốt cho em này. Thơm Jenny này. 50.000 này, mã này rất đẹp luôn này. 13 chốt tiếp cho em Thúy Hồng 52 ký này, ok này. 13 Thúy Hồng này. Thúy Hồng cho em này, mã này mặc gọi là mặc với cái gì cũng đẹp luôn, 50.000 cho em. Em chỉ còn hai cái là một size. Nhanh tay cho em này, mã này xinh lắm luôn đấy mọi người. Ok, 13 chốt cho em, thế em chỉ còn size tầm khoảng 50 ký thôi mọi người ơi. 13 chốt Loan Tùng cho em này. Loan Tùng nhận được hàng chưa tình yêu ơi? 13 chốt Loan Tùng cho em này. Em còn size Loan Tùng cho em này, 50.000 này. Ok, Loan Tùng có hàng này, còn một chiếc cũng có chiếc hàng quả trông đẹp mọi người nhá. Ok, tình yêu, mã 13 cho em, 13 cho em này. Là 13, mã 13 là 50.000 này. Đấy, mỗi cái cho mọi người luôn. Là mã này á, em nhập tức cũng rất là cao. Hello chị Go Ho, 13 cho em một size 50 cân nữa mọi người. 48, 49, 50 cân, 47 cân mặc cũng ok. 13 cho em một chiếc nữa này. 13 cho em một chiếc nữa này. Rất đẹp luôn các chế. Trời ơi, cái này cũng còn sót hai cái luôn à. Hay một cái luôn. 13 cho em còn sót này, em xem chị nào chưa được 13 này. Ok, thêm Sally nhắn tin địa chỉ khác nhá. 13 này có một mã ok. Toàn mã xinh luôn mọi người ạ. Thúy Hồng có đơn rồi, 13 này. Còn một cái Trạm Bi ơi, Trạm Bi. Phạm Thủy ơi, mua gì ké ship nào? 10 Thúy Hồng có hàng rồi, mã 13 Thúy Hồng có hàng rồi. 13 chốt cho Trạm Bi một mã đi. Em nghĩ Trạm Bi cũng mặc vừa cái này đấy, nó không ấy đâu. Trạm Bi đơn cũ đi rồi. Trạm Bi đơn cũ đi rồi nhá. 13 chốt Trạm Bi này. Ok, hôm nay cục đơn. Minh Anh ơi được tình yêu. Hôm nay cục đơn, hôm qua thì được. Đây này. Lên cho em combo này. Các vừa bán vừa tặng một cái váy Quảng Châu này. Cái váy này em nói thật mọi người chất rất là thích luôn. Cái váy Quảng Châu này chất gọi là siêu phê luôn đấy mọi người. Đây. Cái váy Quảng Châu này chất đẹp lắm. Rất đẹp luôn này. Cái váy Quảng Châu này chất rất đẹp mọi người nhìn đúng không ạ? Váy Quảng Châu này rất đẹp luôn này. Combo cho em một cái váy Quảng Châu này, vừa bán vừa tặng mọi người luôn nhá. Combo này rất đẹp. Chị nào mà nhanh tay rồi combo này. Đây này, một cái áo khoác mà mọi người biết là cái khoác mà em hay mặc đi biển ấy. Em hay chụp cái khoác mà em mặc mà hồi em mặc màu hồng ấy, đây có màu trắng nhá. Combo để vừa bán vừa tặng cho em luôn, 50.000 này, hai cái luôn, quá xuất sắc. Riêng cái khoác này mọi người mặc ở đây em mặc ủa không thấy đẹp, chứ còn thực ra mọi người mà đi biển mọi người chụp ảnh cái khoác này, khoác trắng choàng, chụp trên nền biển xanh thì thôi đẹp xuất sắc luôn này. Cái mã này mặc rất đẹp luôn đấy. Nhanh tay cho em này, mã bao nhiêu đây? Mã 14 á. 14 chốt cho em này, rất đẹp luôn này. Áo ai mà biết màu này, em mặc màu trắng nhưng mà rất là xinh luôn, ra biển chụp gọi là. 14 chút cho Melanie Lê này, cái váy cũng xinh đấy, 50.000 hai cái cho Melanie Lê. Ừ, 50.000 thôi, quá đẹp luôn. Trời ơi, toàn mã xinh thôi, trời ơi này. Cái set này ai lấy cho em nhá, set này vừa bán vừa tặng cho em, bán lỗ set này luôn đấy ạ. 50.000 một set này, bao gồm một cái áo này,
Và một cái áo và một cái set váy thế này rất là đẹp này, 50.000 cho em này đây. Mọi người sẽ mặc với cái váy này trước nhá. Sau đó mọi người sẽ mặc với cái set áo ra ngoài này, nó thành một set rất xinh nhá. Với là có một cái váy dây này, sau đó mọi người sẽ mặc như này ra ngoài. Đây, rất là xinh luôn này. Cái set này rất là xinh luôn, 50.000 cho em, gần như là cân nặng nào cũng mặc vừa nhá. 14 cho em 50.000 này. Mã 14 cho em 50.000. À mã 15 chứ, mã 15 cho em 50.000 này. 15 cho em này. 50.000 này. 15 cho em 50.000 này các chế. Ôi xinh quá. 15 cho em 50.000 này. Đẹp xuất sắc luôn. Minh Anh có hàng nhá. Cái combo này rất xinh ạ. Minh Anh cho em này. Ok. Lên cho em một mã 16. Mã này chị nào mà không nhận được thì phải gọi là quá quá tiếc của giời luôn. Một cái váy Quảng Châu rất đẹp. Nó còn thắt nơ ở đây này. Đẹp lắm mọi người nhá. Đây. Có cái nơ này tùy mọi người thắt này. Đấy, một cái váy quần váy Quảng Châu này, combo này bán 100.000 cho em, đẹp lắm luôn này. Combo này mọi người tầm khoảng 46 cân 47 cân mặc đẹp cho em nhá mọi người nhá. 46 47 cân này. Combo một cái áo Gucci vàng này, đẹp lắm. Đây mọi người nhìn cái combo này không? Em không mặc được cho em mà thử combo này các chị mua tưởng 4-500 bởi cái quần của nó rất đẹp. Quần của nó là quần hàng hãng nên cực kỳ xinh luôn này. Ôi nhìn đâu. Cái combo quần nơ như này siêu trang chảnh luôn. Mã 16 cho em này. 16 chị nào 45 47 cân mặc ok cho em mã này, xuất sắc luôn. Combo này không dám dở quần ra, cái quần rất đẹp. Cái quần gọi là siêu phẩm luôn, em không dám dở quần ra luôn này. Mã 16 cho em. 16 cho em này. 100.000 này. Combo quần này đẹp lắm. Ok Hương Hương cho em này. Mã này đẹp lắm luôn. Trời ơi. Không chốt hơi phí luôn mã này. Không chốt nó hơi phí luôn đấy mọi người. 100.000. Không chốt là hơi phí luôn này. Đây thêm một cái quần này. Mọi người ơi, mọi người để ý giúp em nhá. Là nghe kỹ cân nặng chốt cho em để đảm bảo quyền lợi cho mọi người nhá. Lúc sau có phải là em xả thì mọi người ơi, 16 Thanh Tâm có hàng này. Má này đẹp lắm, combo này ai mà mua hàng quần áo nhà em mà cái quần nào em bảo là đẹp xuất sắc thì các chị gọi là quá xuất sắc luôn này. Đây, mọi người nhớ để ý hộ em nhé, ngay ký cân cho em nhé. Mọi người đây một cái áo nó rất là xinh này, cái áo hoa cho em này, cái áo hoa cho em nhé, một cái áo hoa cho em và một cái quần. Quần này thì mọi người mặc tầm khoảng độ, quần này đẹp quá này, đó là dáng quần váy mọi người nhá. Dáng quần như này khi mọi người mặc lên thì nó sẽ là quần culotte dáng rộng rất đẹp. Combo này mọi người mặc cho em tầm khoảng 50 cân mặc vừa cái mã này nhá. 50 cân cho em một quần một áo này rất xinh luôn ạ. À. Đây ạ, à, cái áo này là tay hoa bèo, dáng nhỏ nhỏ xinh xinh nhá mọi người nhá. Nó là dáng như kiểu là dáng rộng, mọi người mặc sơ vin cho em. Em mặc cái combo này cho mọi người này. Combo này có size L, em mặc combo. Lâu lắm rồi mới thử combo đấy các chế nên chia sẻ nhiệt tình cho cháu nó này. Chứ còn lâu lắm rồi mới bán combo đấy. À lâu lắm mới mặc combo đấy, ít khi mặc combo lắm bởi vì cái mã này rất đẹp. Cái set này tay vai của nó rất đẹp. Mọi người mặc với cả cái quần thì gọi là siêu phê luôn. Chưa cần mặc cùng với cái quần nhá. Cái combo này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 89.000 một cái này. Đẹp lắm luôn này. Đây mọi người nhìn thấy không? Cái áo này nó là dáng mỏng nhưng mặc tay vai của nó rất là xinh. Rồi mặc với cả quần đen, váy đen cho em như thế này thôi đã là đẹp rồi nhá. Mặc 112 chia sẻ rồi. Váy đen như thế này cho em thôi đã đẹp rồi này. Không dám chia sẻ nhiều sợ đông quá nên không chốt được hàng ấy. Đây. Combo đẹp xuất sắc luôn này. Nhìn không? 50 tầm khoảng 50-55 cân là ok bởi vì cái quần này em nghĩ nó cũng ấy đấy. Đây này đẹp chưa? Combo này rất đẹp luôn này, cực sang xịn mịn luôn này. Mọi người tầm khoảng có 50 cân em mặc là hơi bị kích một xíu nhưng mọi người mặc đẹp này. Combo xinh chưa? Đẹp chưa? Mã này combo này ai mà tầm 50-52 cân, 52 cân mặc quá xinh luôn. Mọi người mặc đi làm cũng ok, mã 17 đúng không? 17 chốt Thúy Hồng cho em này. 17 chốt Thúy Hồng cho em này, rất đẹp này. Mã này đẹp quá, áo đẹp quá. Combo này mặc xinh cực kỳ. Riêng cái quần của nó chất đã đẹp rồi. Cái quần của nó 17 chốt cho em này. 17 chốt cho em là bao nhiêu nhỉ? 89.000 thôi. Hai cái đẹp quá. 17 Thúy Hồng 89.000 này. Em bảo hôm nay xả hàng á, toàn combo xinh thôi mọi người ạ. Em bán á, đẹp xuất sắc. 17 mã 17 mình mặc đi làm siêu xinh luôn cho em. Đây lên cho em tiếp này. Đây. Mã này là vừa bán vừa tặng cho em nhá. Vừa bán vừa tặng cho em, trời ơi đẹp quá. Cái này đẹp quá này. Chất cực đẹp này, riêng chất áo phông em bao chất cho các chị chế luôn này. Form dáng rộng nhá, chất áo phông là form dáng rộng cho em nhá. Áo phông là form dáng rộng cho em này. Đó đây, vừa bán vừa tặng cho em. Một cái chân váy nữa, chân váy xem sao bao nhiêu. Cái chân váy kẻ này mặc rất xinh nhá mọi người. Chân váy kẻ này mặc siêu xinh luôn ạ. Một áo phông không thang nhá. Với một cái chân váy này. Chân váy thì mọi người mặc bên trong cho em này. Ồ đẹp quá. Cái combo này mọi người 50 cân mặc cho em nhá. Một chân váy này. Một áo này.
Đó, đẹp không mọi người? Cái áo này rất đẹp luôn này, chất siêu phê luôn mọi người, mặc thành form, dáng dấu quần cũng đẹp, màu xanh than nhá. Hai cái này 100.000 cho em một combo này, mọi người mua không tiếc tiền đâu, bởi vì cái áo của nó chất rất đẹp này. Nhìn không? Đẹp xuất sắc chưa? Một cái combo này mọi người treo ở shop ngoài bán. Đây anh nhìn này, combo này treo ở shop ngoài bán nó rơi vào tầm khoảng độ má bao nhiêu đấy? Sao mà được? Hồng mơ á, mà với lúc mình hỏi sao chưa nhận được hàng mà. Có một cái áo dạ thôi đúng không? Má bao nhiêu? 18 đúng không? Đừng má 18 50 50 cân, chạm đi 45 cân làm sao vừa được 18 chạm đi ơi. Áo nó chắc rất đẹp luôn. 18 cho em này, 100.000, thực ra ai mua cái combo này rất là hot. Đây em mặc áo cho mọi người xem nhá. Lâu lâu cũng chưa thử áo đấy, 18 này xinh lắm luôn mọi người. Đẹp xuất sắc. Nhanh tay giúp em. Đẹp lắm luôn, má 18 này. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Mặc mùa thu này quá hợp luôn này. Đây mặc combo này cho mọi người xem. Không mọi người bảo em nói điêu. Đây combo này 100.000 nhưng mọi người mua mọi người yên tâm đi ạ. Không sợ là ấy đâu ạ. Đây, nhìn chất áo của nó rất phê nhá. Riêng áo này bình thường em đã bán. Ô nó bị vướng cái mắt. Đây. Đơn tối qua chốt chưa Thủy Vi, Thủy Tít ơi, đơn tối qua chưa tình yêu ơi. Đây. Em mặc cho mọi người xem cái combo này bên trong của lớp lót nhá. Má 18 cho em này. Mọi người tầm khoảng 50 cân mặc ok đấy. Má 18 cho em này. Đẹp lắm luôn này. Chân váy của nó co giãn nhẹ một xíu nhá. 18 này, chân váy co giãn nhẹ nhá mọi người nhá. Tầm khoảng 50 cân, 50 cân là vừa của em. Đẹp xuất sắc chưa? Combo này rất đẹp luôn này, chân váy cực kỳ xinh này. Đó, combo này rất đẹp luôn, cực kỳ sáng, mọi người mặc rất đẹp. Đó, 100.000 cho em, combo này siêu xinh luôn, ai mà không lấy cái combo này quá tiếc. Cái áo của nó đã đắt rồi. Má 18 cho em này. 18 cho em. Má 18 cho em này, đẹp lắm mọi người ơi. 50 cân là vừa đấy. 18 ok này, Hương Hương có hàng, má này đẹp xuất sắc luôn. Ok, 18 Hương Hương cho em này. 100.000. Cắt chế cứ từ từ nha mọi người ơi. Đây, lên tiếp cho em đây, cuối livestream bắt đầu mùa đấy đây. Combo này vừa bán vừa tặng cho em đi ạ. Đẹp thế này mà. Thôi, em sẽ vừa bán vừa tặng cho các chế luôn. Ủa cái áo này, em nhập rất cao nhá. Một cái áo trắng này, hôm nay là nguyên cái áo trắng cổ choker này. Lụa nhá, dáng lụa này. Cái áo này phải nói thực sự đẹp thật. Lụa nào thì em không biết nhưng cái này nó có cái viền này. Rất đẹp. Em nhập cái đợt này em nhập cái mã này cao lắm bởi vì giá web của trên tệ của nó rất là cao này. Đây. Một cái combo áo lụa cho em nhá. Cái mã này cực kỳ sang luôn. Đây một cái áo lụa tiếp này, combo này nguyên lụa cho mọi người 100.000 bốn cái cho em. Thực sự cái mã này phải gọi là quá đẹp. Quá cao cấp này, một cái áo lụa trắng cho em này. Mặc mọi người mặc rất là xinh nhá. Lụa này là lụa Quảng Châu mọi người nhá. Nên mọi người yên tâm mặc với chân váy rất đẹp này. Bên trong mọi người mặc cho em nữa. Là một cái đây. Đây cho em cái áo này đi. Đây một cái áo này. 100.000 cho em nhá, 100.000 bốn cái cho em luôn này. Mã này là mã 19 đúng không? 100.000 bốn cái cho em luôn đây. Ủa cái bao cho lên cho mọi người. Đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ, lụa đây. Toàn bộ đều là hàng lụa và toàn bộ đều là áo chất rất đẹp luôn này. Mã 19 chốt cho em 100.000 bốn cái rất đẹp. Toàn bộ đều là lụa và đều là rất đẹp, 19 cho em này. Nhanh tay thì còn. Toàn bộ đều là lụa Quảng Châu cấp nhá. 19 chốt cho em này, 100.000 bốn cái luôn này. Đẹp lắm, bay lớp bay vừa đấy tình yêu. Mã 19 chốt cho em bay lớp bay này, đẹp lắm luôn 19 này. Xuất sắc, bay lớp bay này. Combo vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn đấy chứ còn à. Mà bom đơn của em thì em buồn lắm. Ừ, bay lớp bay đi đơn rồi đúng không? Lên cho em hai chân váy cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Thế ơi, chân váy đi xinh lắm. Một chân váy bò, ôi. Cái này shop thì gọi là không phải là chân váy đó là quần bò. Mà cái này đợt ai mà xem livestream của em từ đợt đầu thì biết này. Màu rất xinh, hai cái này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Hai cái này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 50.000 hai cái này, vừa bằng cân nhau luôn mọi người nhá. Hai cái váy đều rất đẹp, rất đẹp luôn này. Cái váy này mọi người mặc rất đẹp, 50.000 cho em này. Mọi người mặc cái size này tầm khoảng 45-47 cân mặc ok cho em mã này nhá. 45-47 cân mặc cho em mã này này, 50.000 hai cái luôn này, mã 20 đúng không? Mã 20 Trần Cherry luôn này. Trần Cherry cho em này. 20 Trần Cherry cho em này, 50.000 hai cái này. Chia sẻ lên cho em giúp em cất chế, chia sẻ nhẹ nhẹ thôi. Bởi vì sợ đông quá, không lấy hàng hè được. Nếu mà đông quá thì không chốt được bởi vì sao? Tại sao em lại hôm nay lại không có những cái mã mà ấy? Bởi vì tại sao? Bởi vì là nếu mà đông quá thì không thể chốt được hàng hè mọi người ơi. Rồi thực sự là đông quá không thể chốt được. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Một cái áo tím này của nó rất đẹp nhá. Lụa Quảng Châu mọi người mặc yên tâm đi ạ. Không phải là hàng vớ vẩn đâu mọi người nhìn này. Dáng lụa cho em rất xinh này. Lụa tím nhá, màu cực kỳ đẹp này. Bên trong của nó cái này là hơi trễ vai nhẹ, mọi người mặc lên vai cũng đẹp này. Lụa hàng Quảng Châu cho em nhá, yên tâm đi ạ. Mọi người nhìn này. Rất là xịn, mọi người nhìn cái tag mọi người thấy xịn rồi ạ, chứ không phải là vấn đề đơn giản đâu ạ. Đây ạ, một cái ấy cho em này. Combo này cũng 100.000 ba cái luôn. Cái này mọi người tầm khoảng nặng nặng cơ một tí, tầm khoảng 50, 52, 53, 55 cân nhá.
21 cho em là một cái áo màu hồng rất xinh. Trời, áo màu hồng này mặc mát lắm. Mọi người mặc ở nhà nhá, cực kỳ đẹp này. Một áo màu hồng này, một cái áo này cho em và một cái chân váy cho em. Chân váy này thì mọi người tầm khoảng độ, nói chung là chân váy này rất là xinh luôn, em thấy rất là đẹp. Chân váy mọi người đem đi tặng cũng đẹp, chân váy ngọc này. 100.000 ba cái cho em mã 21 này, tầm khoảng 50 cân mặc ok. Ừ Trần Yến Vi ơi, bởi vì trưa nay bán combo là em bán xả hàng hè các chế, em bán xả hàng hè mọi người ơi. Tối là lại sang hàng khác. Trưa nay để cho dành những chị nào thích hàng hè hoặc là hàng ở miền Nam ấy, mọi người vẫn hay nhắn tin cho em ấy. Thế nên là mọi người mã 22 đúng không? 21 à? 21 chốt cho em này, đẹp lắm luôn, 100.000 ba cái, quá xuất sắc, toàn cái đẹp thôi. 21 cho em, Phương Hà bao nhiêu cân Phương Hà ơi? 21 cho em. Đây, có một cái này chia sẻ lên cho em. Like áo dây đi chị Bích xấu xí ơi, em bán toàn là combo vì nhà em mọi người nhận combo ấy. Lúc đầu mọi người cứ bảo là ôi tại sao con này nó đắt là đắt như thế, nhưng mà thực ra là mọi người nhận combo mọi người thấy quá là hời luôn. Chứ bình thường này, lên cho em một mã này rất đẹp này, chia sẻ nhá. Mã này ai chia sẻ bán cho em 50 này. Mã này size M cho em, trời ơi cái chân váy dạ này rất rất xuất sắc luôn. Có Yến Vi ơi, tối nay em sẽ clip hàng thu mà. Tối nay clip hàng thu. Trưa nay thì em clip hàng hè, tối em clip hàng thu không à. Đây, tối em clip hàng thu với hàng đông nhá mọi người. Trưa thì clip hàng hè nên mọi người tranh thủ mua cho em. Chia sẻ cho em riêng cái chân váy dạ được tặng kèm một cái thắt lưng cho em này. Đẹp lắm mọi người ơi, hàng Quảng Châu xịn luôn. Cái mã này mã, từ từ chân váy dạ này thì mọi người tầm khoảng độ 48 cân, 47 cân mặc ok cho em nhá. Mã 20 mấy nhỉ? 21 Giang Trà có hàng này, ok này. 21 Giang Trà này, mã này mã 22 cho em nhá. Mã chân váy dạ là 22, 21 Giang Trà rồi này. Ồ Giang Trà comment là 21 22 nhỉ chị yêu ơi. Đây lên cho em một cái chân váy dạ này rất đẹp luôn, nhanh tay thì còn mọi người ơi. Chân váy dạ này mã 22 mọi người nhớ hộ em nhá, là tầm khoảng 47 cân mặc ok thôi, nên chị nào comment hộ em 22 47. Mặc đẹp lắm luôn này, 22 này, 47 cho em này. 50.000 cho em. Rất đẹp, 22 chốt cho em, nhanh tay nhanh tay. Giang Trà là chân váy. Ừ ok chị Giang Trà nhá. Ok này chị Giang Trà cho em. Nghe kỹ cân hộ em nhá, một cái máy này bỏ qua là hơi bị tiếc thôi. Chân váy bao tiền? Ơi chân váy á, chân váy 50.000 thôi, chân váy đẹp lắm anh, để chữ ưng luôn. Đây lên cho em cái chân váy này, chân váy trắng này, chân váy trắng nhưng mà có theo chữ rất xinh. Em lấy cái chân váy trắng này theo chữ rất xinh này, vừa bán vừa tặng cho em này. Đây. Thêm cho em một cái quần sóc nữa này, quần sóc này nó cũng bằng với cả cái ấy sao, nó rộng hơn tẹo thôi. Đây mọi người comment của em một mã tặng quần sóc này ạ. Quần sóc này là hàng xịn mọi người nhá, forever 21. Quần này nó là hàng xịn này, hàng Quảng Châu nhưng nó là Quảng Châu xuất nhá mọi người nhá. Đây này, tag mark rất là xịn nên mã này comment tặng của em. Mọi người chia sẻ 10 lần comment của em là tặng 10 lần giúp em nhá. Quần này thì mọi người mặc size tầm khoảng 47 cân mặc ok, mã này cho em đấy, 47 cân mặc cho em này. Comment một mã tặng này, Forever 21 cho em nhá. Forever 21 cho em này. Tặng cho em một cái quần Forever 21 rất xinh này mọi người nhá. Tặng cho em này, hàng này hàng chuẩn Âu luôn này, tag mark xịn mọi người. Nói chung mọi người mua hàng Âu nhiều thì mọi người biết này. Mọi người ở đây gần như chị nào mọi người cũng đi vào mấy cái kiểu Forever 21 với 221 mọi người mua hết rồi. Rất xinh luôn, mà này comment tặng của em, tặng cho em nhá. Tặng với quần hàng hãng xịn luôn mọi người nhá. Tặng cho em này. Ok ok chốt tặng cho em này. Cực kỳ xinh mọi người, tặng Melanie cho em nhá. Tặng Melanie cho em này rất đẹp này. Ok. Nào. Đây tiếp theo kia là cái gì đây? Lên combo cho em combo này, đủ đắt dã man luôn. Combo là đổi tí không khí mông togi cho các chế. Trời ơi đẹp quá. Chất này cũng rất là xinh mọi người nhá. Combo cho em một áo này, mông togi cho em nhá, mông togi cho em. Ôi giời ơi đẹp quá. Hai cái áo đen này thực sự chị nào nhận được thì phải gọi là quá mê luôn, bởi vì cái chất áo đen này rất đẹp. Khách nhận áo len toàn bảo khen cái áo len này chất đẹp thôi. Gần như em gửi cho ai khác này, cái áo này cổ nó rất xinh này. Mặc mã này vào quên sầu luôn, bán vừa bán tặng cho em hai cái này 90.000 này. Cổ đá màu nâu nhá, tầm khoảng dưới 55 cân mặc thoải mái luôn mọi người nhá. Dưới 55 cân là mặc thoải mái, hai cái len mông tui thì chất rất đẹp ạ. Comment cho em là 90.000 hai cái mặc bao nhiêu đấy? 24 đúng không? 24 cho em này. 24 cho em này. 90.000 này. 24 cho em 90.000 rất xinh, mọi người chia sẻ nhanh tay cho em. Ok chị Linh Hồng vừa này. Linh Hồng cho em ok hết mã này cho em nhá. Ừ. Đây lên cho em combo vừa bán vừa tặng mọi người luôn này. Chất rất đẹp này. Một cái áo gọi là áo ấy cho em này. Đâu cái áo này ai mà nhận được thì gọi là quá thích luôn, bởi vì cái chất của nó mặc nhẹ như lông hồng luôn ấy, mặc rất là nhẹ. Cái kiểu tay của nó mặc cực kỳ, nó gọi là kiểu như mặc cực kỳ cá tính ấy, mà cái màu của nó rất xinh nhá. Mà mặc nhẹ lắm mọi người ạ. Chất này mọi người mặc xong rồi không muốn mặc cái gì nữa luôn này.
Ok, chị chân váy trắng này đó, chị Trần Cherry nhá, vừa bán vừa tặng cho chế luôn đấy, chị vừa đấy. Chân váy trắng, chân váy trắng như này chị để, nếu mà chị để chị 30.000 thôi. Chân váy váy trắng của chị Trần Cherry này. Chị Trần Cherry này bao nhiêu đấy? 25 cho em này, Trần Cherry này. 30.000 này đây. Sang mã 26 cho em nha, rất đẹp. 26 cho em này. Cái áo này mọi người mặc với cả chân váy cực kỳ xinh. Cái màu này của nó thực sự nếu như mọi người mặc, mọi người sẽ thấy nó rất là êm, mặc cực kỳ đẹp luôn này. Vừa bán vừa tặng cho em này. Cực kỳ đẹp, vừa bán vừa tặng cho em mã này, vừa bán vừa tặng cho em 50.000 hai chiếc này, rất đẹp luôn này. Cái áo này thực sự mọi người nhìn em mặc của em bé rất là cực kỳ lịch sự. 25 chốt cho em chị Trần Cherry này. À chiếc nhầm, Winnie Sunny này. Đẹp lắm luôn, 50.000 hai cái nhá. 25 cho em này. Winnie Sunny. Ờ, Winnie Sunny. Đưa cho em mấy cho anh đấy. 50.000 thôi. Winnie Sunny cho em này. 50.000 này. Vừa bán vừa tặng mấy cái gì ạ? Trời ơi, không có giá đấy đâu mọi người ơi. Đây. Ô cái này đẹp quá. Combo này ai mà lấy được thì cũng cực kỳ thích này. Áo váy Quảng Châu chất xịn luôn đấy mọi người. Mấy giờ rồi? Áo váy Quảng Châu chất xịn luôn mọi người ạ. Cực kỳ xịn. Trời ơi, đẹp xuất sắc. Ủa cái combo váy đẹp thế. Một cái váy này cho em này, đẹp lắm mọi người ơi, đây. Một cái chân váy cho em này. Đấy, một cái chân váy cho em với một cái áo xanh giống như hôm qua em mặc ấy. Hoặc không em, một người lấy áo trắng nhá, một người lấy áo trắng cho đẹp nhá. Đây. Combo này cho em này, một cái áo hay một người lấy áo đen đi cho nó hợp với cả cái váy này, em bán combo cho nó hợp luôn ấy, một cái áo dáng này xinh chưa? Trời ơi. Cái mã này mọi người mặc combo xong servin và rất đẹp luôn này, 100.000 cho em này, hàng Quảng Châu này. Chân váy có chun đằng sau nhá, cái chân váy này là size mọi người mặc tầm khoảng, em thấy tầm khoảng 47 cân mặc ok cho em mã này đấy, 47 cân này, đẹp xuất sắc, 100.000 cho em, combo này không lấy hơi phí ạ. Một kéo đen chất rất đẹp rồi ạ, chất cũng hàng Quảng Châu luôn, bao nhiêu đây? 26 cho em này, nhanh tay 47 cân mặc đẹp này. 45 47 cân mặc đẹp cho em mã này, 26 cho em. Đẹp lắm luôn, 45 47 cân mặc đẹp cho em mã này. 26 đúng không? 26 cho em này, nhanh tay thì còn, combo này đẹp lắm luôn, mọi người không lấy hơi phí. Rồi riêng cái váy Quảng Châu mọi người mua đã là 250.000 rồi. À, có chị Kim Huyền ơi, có áo thun thái sơ mi đẹp không? Trời ơi, thun thái sơ mi là em còn chưa hiểu. Chất thái là đẹp không? 26 chốt cho em này, nhanh tay 100.000 cho em nha. 26 chốt cho em này, đẹp lắm luôn. Chân váy mọi người mua hàng cao cấp luôn ấy. 26 100.000 combo một áo một váy cho em, rất đẹp. Ok, chốt cho em là ai đấy ạ? Chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em nhá. Chốt cho em là Nguyễn Ninh ạ. Chắc chắn mua hàng, chốt cho em nhá mọi người nhá. Ủa em hết mực mất rồi. Bút hết một cái ghi không nhìn thấy gì luôn này. Đẹp xuất sắc mọi người ơi. Ôi một cái áo nhũ này. Áo nhũ này nhân viên ấy mặc xong kết hợp với yếm đẹp xuất sắc luôn. Áo nhũ đẹp lắm. Một áo nhũ cho em này. Một váy maxi này. Vừa bán vừa tặng cho em. Ủa cái váy maxi nó mới lên thế, người ta bán đắt lắm luôn này. Một maxi cho em này. Maxi này có dây nhá, rất đẹp này. 26 100.000. Nguyễn Đinh ơi, có chắc chắn mua không? Nếu như chị chắc chắn mua thì chị chốt lại ok cho em nhá. Để em còn biết không thì em để em xà hàng luôn này. Combo này một áo nhũ này, áo nhũ chất rất đẹp luôn này, mát rười rượi luôn. Một váy maxi cho em này. Đây là một áo dây này, mã này mọi người chia sẻ lên em bán cho mọi người giá gọi là như tặng nó chế luôn. Mã này như tặng luôn này. Đẹp lắm luôn, mã 27 đúng không? 27 này bán vừa tặng cho em luôn này, 70.000 ba cái này. 27 chốt cho em này, rất đẹp. 27 chốt cho em ok, bay lớp bay này, 70.000 ba cái, quá rẻ luôn. 27 bay lớp bay cho em này, 70.000 này. 27 cho em này. Bay lớp bay này, trời ơi, cái bút của em hết mực rồi, chế. 70.000 cho em này. Rất đẹp, 27 hết cho em nhá. Nguyễn Ninh này bỏ ra đi. Nguyễn Ninh nếu mà lấy thì phải chốt lại, nếu không thì thôi nhá. Anh ơi, theo cái túi cạnh cái túi anh là cái gì đó? Đâu? Đó. Đây. Combo áo này cho em nhá mọi người nhá, một cái áo với cả một cái yếm này. Đẹp lắm luôn mọi người nhá. Cái này mã này vừa bán vừa tặng cho em cái yếm này mọi người, tầm khoảng 50 55 cân mặc ok cho em này. Đó, một cái áo với một cái yếm cho em rất đẹp này. Vừa bán vừa tặng cho em 50.000 luôn mọi người ơi, nhanh tay thì còn nhá. Rất là đẹp luôn này. Một cái áo một cái yếm cho em 50.000, nhanh tay thì còn. Mã này tầm khoảng 50 55 cân mặc đẹp luôn này. Mã 28 cho em này. 28 cho em 50.000, nhanh tay thì còn chứ trời ơi. Mã 28 cho em 50.000. Ai? Dương Nguyên cho em nhớ là form dáng rộng nhá mọi người nhá. Dương Nguyên cho em này. 50.000 này. Chất mỏng nhẹ nhá mọi người. Ok. Lên tiếp của cái đẹp ấy. Cái này ai mà nhận được phải trả bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu 50.000 thôi. Một cái quần size M này, cái quần này hình như là em bị lộn trong cái set cao cấp nào đấy mọi người ạ. Cái quần size M này, quần này em bị lộn trong một cái set cao cấp nào đấy. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá.
đừng có bom hàng mà tội nghiệp em hàng đã hàng xả rồi. Cái combo này cũng vừa bán vừa tặng. Một cái váy này có một chị khách, chị mặc đi ăn cưới nhìn xinh dã man luôn, chị chụp mà chị bảo ôi trời ơi cái váy này chất cũng đẹp, mà chị bảo là chị cái này là ai chụp cho em ấy nhở. Chị này mua nhiều lắm, chị này mua ở trong tận miền Nam cơ, ngân hàng Nguyễn hay sao ấy. Mặc cái váy này chụp rất xinh này, một cái váy này cho em và một cái quần này vừa bán vừa tặng cho em, cái này hai cái này 50.000 cho em nhá, rất đẹp luôn. Cái váy màu này gọi là cực kỳ xinh luôn này, cái váy này cho em là 50.000 cho em nhá, combo này cực kỳ xinh luôn, nhanh tay thì có như thế. Combo này rất đẹp luôn, 50.000 cho em này, đẹp luôn, 50.000 hai cái thôi mọi người ơi. Cái váy vàng đã xinh rồi, bao nhiêu đấy? 29 cho em chốt Ngọc Ninh Bình này. Ngọc Ninh Bình cho em này, có 50.000 một cái này thôi, rất là xinh, cả quần trắng nữa mọi người nhá. 29 Ngọc Ninh Bình cho em này. Đây. Ồ cái này đẹp nhất. Cái này là cái váy này, hàng Quảng Châu siêu cấp luôn, 330 cho em mọi người ơi. Hôm nay em buồn ngủ á, nên là em lý hơi bị buồn ngủ một xíu, mọi người đừng cười em nhá. Đây, quần này siêu xinh này. Ai lấy được cái set này cũng rất là đẹp này, một cái chân váy hàng cao cấp luôn mọi người nhá. Hàng này hàng hãng của nó luôn này. Một cái chân váy cho em này. Và chốt thêm một cái combo này luôn này, một cái áo này. Áo này mặc màu rất là xinh nhá, ngoài màu nó sẽ không bị tối như trên ảnh đâu. Trên ảnh là màu bị tối 330 cho em này. Mọi người 50 cân 50 55 cân mặc ok cho em mã này nhá. 50 55 cân mặc ok cho em, cái combo này rất đẹp, vừa bán vừa tặng cho em 80.000 hai cái này. Cái chân váy này mọi người nhận một cái thích luôn. Cực kỳ thích này, 80.000 hai cái này cho em, combo này mọi người mua được quá hồi đấy mọi người. 80.000 cho em này, hàng xịn luôn nhá, hàng tối xịn luôn này, bao nhiêu đây? Mã 30 à? 50 55 cân mặc ok cho em nhá, cả chân váy cả áo luôn. 30 chốt Ngọc Huyền cho em này. 80.000 này. Ngọc Huyền cho em này, đẹp lắm mọi người ơi. 80.000 cho em, ok rất thế. Đây. Cái này là vừa bán vừa tặng cho em này. Cái một cái chân váy xanh nhá, chân váy công sở xanh cũng rất là thích ạ. Hàng co giãn nhá mọi người, chân váy công sở xanh này. Đây cả một cái combo màu xanh luôn. Chia sẻ lên cho em, mã này bán cho em là 50.000 cả một cái combo này. Nhìn tinh thần clip hơi yếu. Không phải đâu, bởi vì em buồn ngủ quá mọi người ơi, khổ thân em. Mắt clip cứ sụp vậy, bởi vì đêm qua em đâu có ngủ đâu, đêm qua không ngủ tí nào luôn á, bởi vì sợ đi học muộn ấy. Thật mọi người đây này, cả một combo xanh này luôn này, cái áo xanh này mọi người mặc sơ vi cho em nhá. Chia sẻ lên cho em mã này, ai chia sẻ nhiều nhất em bán cho mọi người giá quá rẻ luôn. Chia sẻ lên cho em combo màu xanh bán cho em là 60.000 hai cái này, chất rất đẹp này. Màu rất xinh, cả một màu xanh, xanh xanh mã 31 cho em mọi người, tầm khoảng độ dưới 50 cân là mặc đẹp cho em mã này đấy. Tầm khoảng độ dưới 50 cân, tổng khoảng dưới 51, 52 cân mặc ok, 31 cho em rất xinh này, cả một màu xanh luôn này. Áo này mấy combo rồi mà không chốt được. Khổ thân Thúy Hồng, áo này mặc xinh lắm, chất rất đẹp luôn, 31 chốt cho em. 31 này 80.000 à, hay bao nhiêu nhỉ? 31 này bán cho em combo này đi, 70.000 đi, quá xuất sắc luôn. 31 cho em này, bởi vì combo rất đắt, 70.000 cho em này, 31 chốt cho em này. Nhanh tay cho em. Nhi bên kia cho em này. Khổ thân mã này chất rất là thích luôn này, Nhi Binky cho em này. 48 cân mặc cũng ok, bởi vì cái chân váy của nó là dáng ấy mọi người, chân váy của nó là dáng gọi là dáng ấy. Tối em bắt đầu trở lại thì em xong em phải nghỉ một tí đã, bởi em buồn ngủ quá. Trời khổ thân đời em buồn ngủ luôn. Là siêu buồn ngủ. Ồ cái này đẹp thế. Cái này chắc là giữ lại ha. Đẹp quá trời luôn á. Cái này đẹp quá trời quá đất luôn đó mọi người. Cái này em khoác em không có bán đâu. Xinh lắm cái này, em thích mấy cái khoác nhẹ nhẹ như này lắm. Thực sự luôn đấy mọi người, cái khoác nhẹ nhẹ như này mặc rất xinh này. Đó, cái này không có bán nha. Em thích mấy cái kiểu đặc biệt, thích mấy cái kiểu khoác nhẹ nhẹ như này luôn đó mọi người. Đây lên cho em này một cái áo, ủa áo này đẹp quá, mặc từ trong hè rồi, cái chất của áo này rất xinh mà kiểu nó em thấy cũng rất đẹp mọi người, mặc vào kiểu hoa ấy. Kiểu hoa này, một áo, một quần đùi cho em này. Quần đùi hồng cho em này, combo này mọi người mặc cực kỳ đúng kiểu mùa thu ấy. À mùa thu đổi hè đây. Combo này cho em này. Một áo một quần này rất đẹp luôn này. Cái set này vừa bán vừa tặng cho em luôn. Set này bán cho em là 8.000 một set này. Ô, set này bán lại cho em luôn. Vừa bán vừa tặng, chia sẻ lên livestream cho em thì bán cho em 60.000 này, rất đẹp luôn. Mã này mọi người tầm khoảng độ 55 cân mặc ok cho em, mã 32 đúng không? 32 cho em chị Winnie Sunny này, đẹp lắm luôn. Quần đùi hồng này, Winnie Sunny 32 hay là Cẩm Biên Phạm đi tình yêu. Cẩm Biên Phạm mặc vừa hơn đấy, Winnie Sunny ơi. À mã 30 này, chị Cẩm Biên Phạm mặc vừa hơn đấy, 32 đúng không? Vừa bán vừa tặng luôn này. 50.000 trời ơi đẹp xuất sắc. Ừ 50.000 thôi. Áo chất rất đẹp luôn này. Để áo này cho em. Cực kỳ xinh luôn. Trời ơi buồn lắm luôn cái chế đây này. Ờ cái này cái gì đó. Như là cái váy. Một cái váy rất xinh. Rất ồ cái này xinh lắm. Trời ơi cái chị mọi người mà mua được cái set này. Đây là một cái váy đây. Cái quần giả váy cho em rất đẹp này. Quần giả váy cho em chất rất đẹp này. Một cái áo trắng cho em này.
Đó, cái áo trắng hay chất mỏng thôi mọi người nhá. Phải nói mọi người là áo trắng hay chất mỏng thôi, không về mùa lại cứ bảo em là Quỳnh ơi sao cái áo trắng hay chất ấy thế, nó rất là mỏng. Mỏng để mọi người mặc vào mùa hè. Combo này vừa bán vừa tặng cho em 50 này. Riêng cái váy này mọi người nhận đó, chân váy mọi người nhận ưng luôn. Chân váy này chất rất là thích, hàng Quảng Châu luôn, mã 34 cho em. 34 cho em này, 50 này. 34 áo mỏng mọi người nhá, 50.000 không mọi người về mọi người thắc mắc tại sao áo mỏng thế thì em chịu luôn á. 34 cho em. 34 cho em rất xinh mọi người ơi. 34 này, Nhi Binky có hàng này. Nhi Binky có hàng cho em này. 50.000 này, ok 34 em hết này. Đây lên cho em nữa này. Combo váy này xinh lắm, thực sự cái váy này. Cái váy em thề mọi người luôn, mặc rất đẹp và lên form rất đẹp. Mã này mọi người chỉ việc khoác một cái áo khoác thôi, váy cực kỳ xinh luôn đây. Cô em chả mặc đâu, mặc các chị chửi em chết bởi vì cái váy lên form chuẩn đét luôn. Mùa đông và mùa thu mọi người khoác cho em một cái áo khoác cardigan này gọi là siêu phê. 35 cho em này, đây combo này vừa bán vừa tặng các chế luôn này. Một cái áo thắt nơ này, áo ở đây là màu đen thắt nơ ở đây rất đẹp nhá. Cái mã này mặc chất rất là thích này. Một váy một áo cho em mọi người mặc mùa thu rất ok. Cái mã này mọi người có thể mặc như này nhá. Em thì em hay có như này, mọi người có thể mặc lồng ra như này luôn này. Đó, áo này nó dài tay hơn một tẹo đấy, mọi người mặc lồng ra luôn như này rất là xinh luôn này. Đấy, thành một combo áo với chân váy rất đẹp này. Đó, mã này bán cho em 35, bán cho em là 89.000 một cái combo này rất đẹp luôn này. 35 cho em 89.000 combo này, ai không mua hơi tiếc luôn này. 35 cho em 89.000 này, combo rất rất đẹp. 35 cho em này, Hạnh Rupee có hàng này. Hạnh Rupee hôm nay có ở nhà không em ship này. 89.000 cho em này. Hạnh Rupee này. Chị Hạnh Rupee ơi có ở nhà không? Mã này xinh lắm luôn này. Ai cũng mặc vừa luôn ý. Đây mọi người ơi, bây giờ bắt đầu đến phần hot đây. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn hôm nay. Ôi, cái áo này chất gọi là siêu phê luôn. Nó là form dáng rộng mọi người nhá. Cái mã nó là form dáng rộng giúp em. Form dáng rộng, ôi. Combo này đúng dành cho mọi người luôn, chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em, combo này bán giá tặng luôn này. Combo này dành cho tình yêu tầm khoảng độ 54 cân đến tầm khoảng độ 55 cân nhá mọi người nhá. Một váy cho em này và một cái áo này. Combo này mọi người chia sẻ lên cho em, bán giá cực kỳ đẹp luôn này. Hàng hè, cái chất riêng cái chất áo hàng hè của em mặc với cả chân váy thì đẹp đừng hỏi, chân váy xốp này. Mặc rất đẹp, người chỉ việc mặc thêm một cái quần váy ở trong cũng thôi là đẹp này. Mã 30 mấy đây. Chia sẻ lên cho em một mã này bán này. Bán rất là giá rất là ok nhá mọi người nhá. Nhớ hộ em là 55 cân. 54, 53 cân mặc cho em này. Rất là đẹp. Mã 36 vừa bán vừa tặng cho em luôn. Combo này 60 nhanh tay thì còn. Combo này rất đẹp. Chia sẻ lên cho em mã 36, chia sẻ lên cho em 36 này. Ok, chị Nisuka Vũ có hàng này. Quá đẹp luôn, để bán bao tiền đấy nhỉ? Nisuka Vũ này. Như là 60.000 đúng không? Đẹp lắm, có bộ này ai mà mua thì ưng luôn. Hết cho em mã này. Toàn bộ đều là hàng cao cấp luôn các chế. Đây lên cho em, ủa cái này đẹp thế. Cái mã này là một cái váy dáng ở dưới này, cái váy dáng tay này. Cái váy dáng tay rất là nhẹ này, nó là dáng suông mọi người nhá. Hàng Quảng Châu, dáng lưới rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là nhẹ nhàng, tinh tế luôn các chế. Đây, combo 100.000 ba cái cho em một cái váy này. Một cái áo này. Cái áo này là áo hồng thêu nhá, trễ vai này rất xinh này. Ok, với cả một cái áo, ôi sơ mi đúng trước chị nào hỏi đây, em lại không có. Sơ mi này chị nào hỏi đây, em lại không có, rất là xinh. Ừ, áo này đẹp rồi, thấy mình chịu. Váy nào tao nhỏ, em còn không để ý luôn ấy. Đây, cái này, hai cái này cho em combo rất đẹp này. Mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc cho em combo này nhá, 100.000 ba cái luôn. Nhanh tay thì còn 100.000 ba cái, trời ơi, hàng Quảng Châu của tôi. Chưa bằng 100.000 ba cái, không chưa bằng bằng một cái giá em bán một áo luôn. Bao nhiêu, 37 đấy. 37 đúng không? 37 bay lớp bay cho em này. Đẹp lắm luôn, 37 rất xinh này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhé mọi người. Đừng chốt rồi bom khổ thân em lắm nhé mọi người ạ. Bởi em bán rất rẻ, 100.000 ba cái. Còn chưa đến 40.000 một cái. Chưa bằng một phần tiêu của em luôn. Rất là xuất sắc. Đây em tách combo này cho mọi người dễ mua nhá. Hai cái này bán cho em 50 này. Rất đẹp, ai mua áo chó của em rồi biết này. Em nói thật mọi người, cái áo này mã rất là xinh. Mọi người chốt nhanh không hết đi mọi người ạ. Chứ không phải ấy đâu ạ, cái màu này kiểu nó kiểu lụa, nó không phải là kiểu phi bóng đâu ạ. Hàng Quảng Châu chất rất là đẹp nhá. Mã này mọi người mặc với cả một màu tím này mặc cực kỳ sang luôn này. 50.000 hai cái cho em này. Anh ơi, cái màu xanh dê hôm qua còn sót. Đây mọi người nhìn không ạ? Mã này mọi người mặc cho em với cả cổ vuông rất xinh nhá mọi người nhá. Cực kỳ tranh xả luôn. Mã này mặc cực kỳ tranh xả luôn mọi người, mặc với cả chân váy cho em này. Thêm cho em một cái áo chó nữa này. Đẹp lắm, áo chó hàng hãng luôn cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. Mã này mọi người tầm khoảng độ 50 cân hoặc 55 cân mặc vẫn ok đây mọi người nhìn này. Mã này mặc rất là đẹp, mã bao nhiêu đây ạ? 3 mấy đây ạ? 38, chị Winnie Sunny. Mã này mặc xinh lắm. Nó không phải là hàng phi bóng, nó hàng lụa mặc cực kỳ êm luôn. Mà mã này màu rất tươi. Mọi người nhìn em mặc trắng hết cả da luôn. 38 cho 50.000 hai cái này.
Ừ, vừa nhận được hàng xong khui. Eo ơi, hàng áo dạ với hàng cardigan. Cảm ơn mọi người nhá, tổ em bán. Cảm ơn chị Phạm Thanh 38 Winnie Sunny cho em 50.000 hai cái thôi ạ. Mã màu hộp này xinh mà mọi người, Winnie Sunny cho em này 50.000 cho em hết cho em. Mã này combo này vừa bán vừa tặng cho em. Anh lấy tiếp cho em. Cái áo này comment đẹp lắm luôn. Nhưng mà bị lẫn một cái đấy. Cái áo này thực ra là em thấy cái kiểu nó cũng rất là ok. Bởi vì nhưng mà tại làm sao em thấy cái áo này cho em bị trộn một ít. Chắc là để lâu rồi ấy mọi người. Để lâu rồi nên là cái chất của nó đây. Bác này comment của em một chiếc tặng đi. Cái chất này rất đẹp. Áo len này comment tặng cho em. Cuối livestream rồi. Cuối livestream rồi nên cái mã này comment tặng giúp em này. Vừa nhận áo hàng xong Phạm Thanh. Cảm ơn tình yêu trời ơi. Riêng dạ với cardigan nhà em thì gọi là vô đối luôn. Đồng người nhìn không? Cái da của em bình thường rất xỉn này. Mách lên một xíu nữa này. Nhìn cái tông của nó khác hẳn luôn này. Đấy. Nhìn nó sáng hơn một tẹo so với tông ấy nhá. Mà em mách từ sáng đến giờ đấy. Và nó vẫn còn sáng một tí này. Mã này comment tặng giúp em, tính là chia sẻ 10 nhóm của em, 10 nhóm cho em này. Em thấy cái cổ nó rất xinh nhá. Cái cổ này kiểu thắt eo của nó rất xinh này. Comment tặng giúp em các chế, comment tặng giúp em. Xinh lắm luôn mọi người nhá. Comment tặng cho em cái mã này đi ạ. Comment tặng cho em. Nếu em là chia sẻ livestream nhá. Cuối livestream mới cần chia sẻ để mọi người kiểu như mọi người theo dõi phúc của em ý. Nào comment tặng giúp em mã này rất xinh ạ. Comment tặng giúp em. Lên cổng nữa không anh? Mấy giờ? 4 giờ chưa? Đến bao nhiêu cái? Dừng. 100 cái thì dừng. Comment thấy thì lên cho em, cọc đó đi. Comment tặng cho em, chia sẻ livestream cho em nhá. Lên cho em này, lên cho em. Bây giờ mình có mã bao nhiêu nhỉ? Lên một cọc nữa đi, một cọc hè nữa đi. Cọc hè đẹp, cọc hè mà pha thu vậy. Lên cho một mã tặng đi ạ. Thôi chắc là dừng, lên cho dừng. Lên một mã tặng cho em. Ok, chốt tặng cho em các chế áo len rất đẹp nhá. Ok, chốt tặng Nhi Minh Kỳ này. Tặng Nhi Minh Kỳ mọi người nhớ là chia sẻ livestream nhiệt tình cho cháu nó nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem livestream của em. Tối em không clip hàng hè nữa mà tối em sẽ clip hàng già với hàng len. Nên là còn một cọng này nhưng mà thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cam Samita mọi người.